Hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi phản ứng dị ứng được kích hoạt. Tế bào mát vỡ ra và giải phóng histamine. Ở đường tiêu hóa trên, nôn mửa sẽ xảy ra ngay lập tức. Ở vùng tiêu hóa dưới bị tiêu chảy và đường hô hấp thì cổ họng co thắt và ho. Trong đường mũi thì hắt hơi, bị ngứa ngoài da dẫn đến gãy. Những điều này có điểm chung là để trục xuất một thứ gì đó như thể cơ thể đang gặp nguy hiểm. Nhưng đó không phải là phản ứng chống lại virus hay vi khuẩn. Cơ thể còn phải chống lại điều gì khác trong suốt quá trình tiến hóa. Điều gì khác đã xứng đáng với phản ứng nhanh chóng ngay lập tức, mà cơ thể trục xuất nó bằng bất cứ giá nào. Về cơ bản, độc tố có thể gây hại cho bạn ngay lập tức nếu độc tố đó liên kết với một số tế bào nhất định. Chúng có thể gây ra các tác hại không thể khắc phục đối với chuyển hóa tim mạch, thần kinh và một loạt các hệ thống khác. Bắt gặp chúng thì đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp vì nhiều chất độc có thể gây hại ngay lập tức. Do đó, cơ thể chúng ta phải phát triển hệ thống phòng thủ chống lại chúng là điều hợp lý dị ứng dường như có thể đã phát triển để trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng. Nhưng một số nọc độc, độc có chứa chất gây dị ứng, trong khi hầu hết các chất gây dị ứng đều không độc hại. Bản thân đậu phộng, lúa mì hoặc động vật giáp sát thì vô hại. Nhưng những bào tử nấm độc thường xâm nhập vào thực vật. Aflatoxin được tạo ra bởi nấm ký sinh, thường làm ô nhiễm đậu phộng và ngũ cốc. Độc tố gây tê liệt được tạo ra bởi tảo hoặc sinh vật phù du, thường gây ô nhiễm động vật giáp sát và tất nhiên là cả nọc độc. độc nếu một chất độc thường được kết hợp với một loại protein vô hại trong môi trường tự nhiên, thì hệ thống miễn dịch có thể đã tiến hóa để nhắm mục tiêu các protein vận chuyển và coi chúng là có tội do liên kết với chất độc. Vì vậy, nếu bạn ăn đậu phộng hay tôm hùm mà một cái gì đó trong quá khứ đã nói với hệ thống miễn dịch của bạn rằng những gì bạn vừa ăn là những thứ nguy hiểm. Thay vì chấp nhận bất kỳ cơ hội nào, nó hoạt động rất chăm chỉ để loại bỏ tất cả. Và lợi ích thích ứng thứ cấp đối với phản ứng này là nó huấn luyện vật chủ của mình tránh các chất gây dị ứng và độc tố tiềm ẩn. Sốc phản vệ là một loại hóa chất được giải phóng bởi các tế bào mát gây ra sự giãn nợ của mạch máu ngoại vi, dẫn đến việc dùng máu ngoại vi làm giảm huyết áp để giữ cho chất độc hoặc chất độc tiềm tàng tránh xa các cơ quan quan trọng. Tại sao đôi khi nó gây tử vong ở một số người mà không phải tất cả thì vẫn chưa thể giải thích. Lý thuyết dị ứng do độc tố lần đầu tiên được đề xuất vào năm 1991 và trong hơn một thập kỷ có rất ít bằng chứng khoa học chứng minh thuyết này nếu giả thuyết dị ứng do độc tố là đúng, thì các nhà khoa học muốn dùng dữ liệu để chứng minh rằng dị ứng bằng cách nào đó có tác dụng bảo vệ chống lại độc tố. Và vào năm 2013, họ đã chứng minh được giả thuyết đó. Các nhà khoa học đã sử dụng một số con chuột và một số con ong vì vết ong đốt được biết đến với khả năng gây dị ứng. Bên cạnh độc độc gây hại, các nhà nghiên cứu muốn xem liệu phản ứng dị ứng do ong đốt có mang lại lợi ích nào đó để bảo vệ chống lại độc độc hay không. Đầu tiên, họ tiêm vào một nhóm chuột một lượng nhỏ nọc độc B, tương đương với một hoặc hai vết ong đốt, và một nhóm khác được tiêm bằng nước muối. Sau đó 3 tuần, họ tiêm cho cả hai nhóm một liều nọc độc B có khả năng gây chết người, và theo dõi xem điều gì đã xảy ra với hai nhóm. Những con chuột trước đó đã được tiêm một lượng nhỏ nọc độc đã sống tốt hơn đáng kể, chúng có khả năng sống sót cao gấp 3 lần. Nhưng để xem liệu thực sự có phải do con đường dị ứng đã tạo ra sự khác biệt này hay không, các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm tương tự trên ba loại chuột biến đổi gen khác nhau. Chuột không có IgE, chuột không có thụ thể IgE trên tế bào mát, và chuột hoàn toàn không có tế bào mát. Và những gì họ nhận thấy rõ ràng là ba loại chuột đột biến này không có các thành phần chính của phản ứng dị ứng và không đạt được hiệu quả phòng vệ từ việc tiếp xúc ban đầu với nọc độc. Điều này cho chúng ta thấy lý do tại sao sẽ có một áp lực tiến hóa tích cực để giữ các kháng thể IgE và tế bào mát. Nó khiến ta thay đổi cách nhìn chung về dị ứng nếu dị ứng luôn được coi là một thứ gì đó bất lợi để ngăn chặn bằng các mũi tiêm phòng dị ứng và thuốc kháng histamine, chúng ta có thể đang ngăn cản một hệ thống quan trọng hoạt động bình thường trong cơ thể. Thay vì tập trung vào cách ngăn chặn hoàn toàn khả năng phòng chống dị ứng trên toàn diện, các nhà nghiên cứu hiện đang hy vọng hiểu được tại sao tình trạng dị ứng của một số người lại tăng đến mức chết người, hoặc tại sao tình trạng dị ứng lại gia tăng. Một giả thuyết cho rằng thế giới hiện đại của chúng ta là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các bệnh về dị ứng với việc thay đổi chế độ ăn uống ô nhiễm hơn và ít tiếp xúc với vi khuẩn hơn sẽ thay đổi cách hệ thống miễn dịch của chúng ta phản ứng. Một số giả thuyết khác về vấn đề vệ sinh cho rằng trẻ em ngày càng lớn lên trong môi trường vô trùng sẽ ít bị nhiễm trùng hơn như những loại ký sinh trùng đã đề cập trước đó. Suy nghĩ là có ít ký sinh trùng hơn để chống lại thì hệ thống miễn dịch sẽ chống lại những thứ lẽ ra vô hại. Mặc dù những lý thuyết này là một trong những lý thuyết thuyết phục nhất cho đến nay, nhưng các nhà khoa học vẫn còn nhiều câu hỏi trong cuộc tranh luận đang diễn ra về lý do tại sao chúng ta bị dị ứng sẽ cần thêm nhiều nghiên cứu tiếp theo để làm sáng tỏ bí ẩn này của cơ thể con người nhưng trong thời gian chờ đợi có lẽ chúng ta có thể bắt đầu xem dị ứng không chỉ là một trục trặc khó chịu mà tất cả những cơn hắt hơi ho và ngứa mắt đó có thể chỉ là để ngăn chặn thứ gì đó tồi tệ hơn xâm nhập Nếu bạn giống chúng tôi thì những tin tức này sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới rất thú vị và kỳ bí. Kiến thức sẽ là vô tận nơi chúng ta tìm hiểu mỗi ngày. Hãy theo dõi góc khám phá để cùng khám phá những kiến thức thú vị nhé. Ngoài ra, bằng cách đăng ký, bạn đang hỗ trợ rất nhiều cho kênh của chúng tôi. Cảm ơn vì đã theo dõi.